Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị điểm lại những thông tin thời tiết tổng hợp trong ngày và dự báo thời tiết cho 3 ngày sắp tới. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các em học sinh trung học trên cả nước đã trải qua ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặc dù thời tiết nắng nóng không mấy thuận lợi ở hầu khắp các địa điểm thi của miền Bắc và miền Trung như là Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng thì cái nắng có phần gay gắt hơn những ngày trước với nền nhiệt cao từ 36 cho đến 39 độ. Trong ngày mai thì ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục bao phủ toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Bắt đầu từ khoảng đêm mai sang tới ngày mùng 4 tháng 6 thì những sóng lạnh yếu từ phía Bắc sẽ nén và đẩy giải mây rông xuống và gây mưa vừa đến mưa to và rông cho các tỉnh vùng núi giáp với biên giới như là Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Sang ngày 5 tháng 6 thì giải mây rông này sẽ tiếp tục bị đẩy dịch xuống phía nam và phát triển với cường độ mạnh hơn với vùng xoáy thấp phát triển đồng đều từ mực 1.500m đến 5.000m. Vì vậy mà toàn khu vực sẽ có mưa rào và rông mạnh. Riêng ở các tỉnh vùng núi có nơi có thể xuất hiện lượng mưa ngày trên 50mm. Trong cơn rông thì người dân cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nên trong ngày mùng 4 tháng 6 thì nền nhiệt sẽ bắt đầu suy giảm, nắng nóng chấm dứt trên toàn khu vực và từ ngày mùng 5 tháng 6 thì vùng mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng trên toàn khu vực, trời chuyển dịu mát hơn với nhiệt độ chỉ phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ đến với các tỉnh miền Trung, trong khoảng 2 ngày tới, do tác động của hiệu ứng phơn gây ra gió lào khô nóng, nên nắng nóng vẫn tiếp tục hoành hành tại khu vực này. Trời có nắng mạnh vào ban ngày với nhiệt độ phổ biến quanh ngưỡng từ 36 cho đến 39 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi ở phía Tây như là Quỳ Châu, Tây Hiếu, Tương Dương, Quỳ Hợp ở Nghệ An, Hương Khê Hà Tĩnh, Tuyên Hóa, Quảng Bình thì nhiệt độ còn sắp xỉ vào khoảng 40 độ. Bên cạnh đó thì độ ẩm ban trưa tại đây giảm khá thấp chỉ dao động trong khoảng từ 45 cho đến 55% nên cảm giác khô nóng lại càng gia tăng. Sang đến khoảng ngày mùng 5 tháng 6, mặc dù không có mưa nhiều như ở Bắc Bộ, nhưng dài bê rông gây thời tiết xấu cũng sẽ mang lại những cơn mưa rào cục bộ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, tập trung nhiều ở Thanh Hóa vào sáng sớm. Chiều tối và đêm khiến cho nắng nóng tạm thời được xa dịu với nền nhiệt giảm xuống chỉ còn từ 1 cho đến 3 độ. Xuống đến các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới thì khu vực này tiếp tục chịu tác động của đới gió Tây Nam ở tầng thấp, nên vào chiều tối thì những ổ mây đối lưu vẫn hình thành và chút xuống những cơn mưa rào. Tuy nhiên thì lượng mưa phân bố không đều và chủ yếu tập trung nhiều tại các tỉnh thuộc ven biển Nam Bộ như là Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau hay Kiên Giang và các tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông hay Lâm Đồng. Người dân ở khu vực này cũng cần đề phòng với hiện tượng gió giật trong cơn rông. Và ban ngày thì trời vẫn có nắng nhưng không quá gay gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31 cho đến 33 độ ở Tây Nguyên và khoảng 32 đến 34 độ tại Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ thì vẫn có mức nhiệt chạm ngưỡng là 35 độ. Cuối cùng những thông tin thời tiết biển. Trên biển trong hai ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa trời phổ biến là nắng giáo, có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió có hướng Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Sau đó đến khoảng chiều tối và đêm ngày 4 tháng 6, thì mưa có khả năng tăng dần tại vùng biển phía đông của khu vực. Còn tại phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động với mức là cấp 4, cấp 5. Từ ngày mùng 4 tháng 6 thì gió sẽ hoạt động mạnh hơn, mưa sông cũng tăng hơn dưới diện giải rác khiến cho tầm nhìn giảm. Trong cơn sông thì bà con ngư dân cần đề phòng có tố lốc và gió rất mạnh. Thưa quý vị, như vậy là nắng nóng chỉ còn duy trì tại Bắc Bộ trong ngày mai. Từ ngày mùng 4 tháng 6 trở đi thì những cơn mưa bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh vùng núi, nền nhiệt sẽ giảm dần và sang ngày mùng 5 tháng 6 thì mưa sẽ tăng trên toàn khu vực, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm, nắng nóng sẽ hoàn toàn chấm dứt các tỉnh trung bộ vẫn phổ biến là ít mưa ngày nắng nóng còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ ban ngày trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông những thông tin vừa rồi để khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc ông bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại